Xin chào mọi người, giới thiệu cho mọi người một cặp này màu đu rông gánh đỏ nhá. Đấy, hai bạn này đều là hai bạn đực này, siêu phẩm của nhà em ạ. Dành cho anh nào thích chơi dòng phả Mexico nhá. Đây, chân tay siêu to luôn, rồi ngậm khung gọng lắm. Đấy, hai bạn này tai kè đất luôn. Tai kè để gọi chung là siêu đẹp nhá. Chân tay đấy, rất là mọi to. Mọi người xem này, dáng siêu này, to. Dáng dấp này. Người rất là bụ chó luôn ý. Đấy, chân tay người cao dài lắm. Hai bạn này thì đảm bảo với mọi người là trên 10 cân rồi nhá. Đáng yêu thế kìa. Đấy, mặt mũi này siêu đẹp nhá. Wow, hai bạn đực luôn. Chân tay to khổng lồ. Siêu phẩm luôn ạ. Đuôi đấy, dài. Nghịch chưa? Mặt mũi này lanh này. Siêu đẹp cho mọi người nhá. Đấy. Rồi, ai muốn bắt hai cái bạn này về thì hãy liên hệ với số hotline của bên em nhá. Đấy, vẫn nhìn sang bên kia. Không biết nhìn cái gì đấy. Rồi, xin chào mọi người.